đó chúng ta bên nhau mùa thu em đó anh dẫn em vào tình yêu bên hàng sâu nghe lời kinh thánh vâng lời nhau không môi lên cầu vì biết nói nhau gì đây. Hello, chị Lê xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của chị Lê TV. Bữa nay mình muốn hướng dẫn cho các bạn tập đánh bản nhạc hai mùa Noel điệu slow rock. Âm chính là đô trưởng và một số hợp âm sau đây. Theo đó là đây là đô trưởng đây, pha trưởng, pha thứ, rê thứ, mi thứ, la thứ, A7, son trưởng, và mình có thể dùng luôn cái hợp âm này đây, gọi là son cộng. Son cộng mình chỉ đánh 4 dây trên thôi. Rồi điệu slow rock mình có hướng dẫn cho các bạn cái video trước đó, là mùa thu cho em. Nếu các bạn muốn biết cách đánh slow rock sao các bạn vô cái video đó tìm hiểu nha. Thì chủ yếu là vậy nè, giả sử như đô trưởng nè, đó là đô trưởng, còn pha trưởng nè, rồi bây giờ mình sẽ dạo một vòng nha. Và sau đây các bạn theo dõi ngón tay của mình, hai ngón tay mình sẽ bấm trên cái cần đây và những cái ngón tay sẽ móc và rải. Và mình sẽ đi solo vào hết bản nha các bạn. Rồi bắt đầu nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đánh lại một lần nữa. Thank you.
Và sau đây chúng ta sẽ hát một đoạn. Mùa Noel đó chúng ta bên giao đường. Mùa Noel đó anh dẫn em vào tình yêu. Quên hàng sâu nghe lời kinh thánh vang cầu. Bye bye.